Dạ, mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Đồ Xưa Sài Gòn ạ. Nay em lên vài sản phẩm mong muốn giao lưu cùng với quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị mình xem thấy thích video vui lòng cho em một lượt like và một lượt chia sẻ ạ. Và trước khi lên sản phẩm thì em cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với quý cô chú anh chị mình ạ. Và sản phẩm đầu tiên của em thì có một cái nồi đồng, chất liệu là đồng xưa. Chiều cao cái nồi là 21 cm, chiều cao là 21 ạ. Cái đường kính của cái nồi này gọi là khoảng là 43 cm, cân nặng là 5,2 kg, và giá cho em cái nồi này là 6 triệu đồng, mà 6 triệu đồng cái nồi chất lượng đồng xưa rồi, đòi lên lặng và liên lạc luôn. Rồi giá cho em cái nồi này là 6 triệu. Đường kính ở cái miệng cái nồi này là 31 cm, 31 cm. Và tiếp theo thì em có một bộ trà gồm có 6 cái ly và 7 cái dĩa, một cái khay. Rồi cái dĩa đây với dĩa rồng phụng. Rồi 7 cái dĩa, 2, 4, 6, 7 cái, và ly cũng là ly rồng phụng, 6 cái ly rồng phụng, và một cái ấm trà hình rồng phụng luôn. Rồi chất liệu bằng đồng, được lắc cây bạc rất là dày, quý cô chú có thể uống trà khử độc bình thường. Rồi bộ này là giá cho em là 4 triệu đồng, nguyên một bộ 4 triệu. Gồm có một cái khay, 6 cái ly, một cái ấm, 7 cái dĩa. Giá cho em cái bộ này là 4 triệu à, 4 triệu. Rồi bộ này giá cho em là 4 triệu. Và tiếp theo thì em có tượng ông Phật A Di Đà nằm. Ông Phật A Di Đà nằm có chiều cao là 13 cm, chiều dài là 20 cm, và chiều rộng là 8 cm. Cân nặng ông Phật A Di Đà nằm này là 1,2 kg, và giá cho em cái ông này là 1.300.000. 1.300.000 ông Phật A Di Đà nằm, giá cho em 1.300.000. Rồi đấy đi quý cô chú anh chị, ông Phật A Di Đà nằm, mặt ông đây mặt rất là dễ thương luôn, giá cho em là 1.300.000.
Và tiếp theo thì em có một cái cây bút có hình cá, hình sông long, cây bút trưng bày phong thủy, chất liệu cũng là bằng đồng, có chiều cao là 18 cm, chiều dài là 24 cm và chiều rộng là 6 cm, cân nặng là 1,5 kg à, 1,4 kg. Rồi giá cho em cái cây bút này là 1.400.000, 1.400.000 cây bút, giá cho em là 1.400.000. Rồi cây bút có hình cá, hình sông long, có tiền, ở dưới có dán miếng nhung mà, ở đây có hột châu, rồi hai mặt cũng giống nhau, hai mặt bên đây thì không có hình rồng nhưng có hình cá, có hình cái tụ bảo tiền. Rồi giá cho em cái này là 1.400.000, 1.400.000 nè. Rồi tiếp theo thì em có bộ ông Quan Công. Quan Công Châu Sương, Quan Bình, Quan Công, Quan Công Châu Sương. Bộ ba người, ông Quan Công, ông Quan Bình, ông Châu Sương. Chiều cao tới cái nón là 20 à, chiều ngang là 14 và chiều rộng ông Quan Công là 11. Rồi ông Quan Bình, ông Châu Sương thì chiều cao là 19, chiều ngang là 9 và chiều rộng thì là 6. Rồi ông Quan Bình chắc cũng là vậy luôn. Rồi cân nặng bộ ông Quan Công, cân nặng bộ ông này là 3 kg à, cân nặng là 3 kg. Và giá cho em cái bộ ông Quan Công này là 2.700.000 à, 2.700.000 bộ Quan Công, giá cho em là 2.700.000. Quý cô chú anh chị xem vui lòng cho em một lượt like và một lượt chia sẻ à. Và ghi xem không kỹ không rõ vui lòng kết bạn Zalo em, số điện thoại em ghi tiêu đề hoặc là em ghi ở trên màn hình để em chụp rõ từng chi tiết quay kỹ sản phẩm cho quý cô chú anh chị mình xem à. Và khi xem nhớ chụp lại cái màn hình sản phẩm nào, chụp lại cái màn hình rồi gửi em sẽ quay lại cho quý cô chú anh chị mình xem à. Dạ, và rồi thì tiếp theo thì em có một cái con gà đứng trên bao tiền, con gà đứng trên bao tiền. Con gà này có chiều cao là 31 cm à, chiều ngang là 23 cm và chiều rộng là 10 cm. Cân nặng con gà này là 2,7 kg à. Và giá cho em cái con gà rồi giá cho em cái con gà này là 1.850.000 à, 1.850.000 con gà đứng trên cái bao tiền. Gà trống đứng trên bao tiền, chất liệu bằng đồng, giá cho em là 1.850.000.
Rồi tiếp theo thì em có một đôi tượng hộ pháp, tượng hai ông hộ pháp, ông Tiêu Diện và ông Tiêu Diện, hai ông hộ pháp. Chiều cao là 30 cm, chiều ngang là 15 cm và chiều rộng là 13 cm à. Cân nặng hai ông này là 6 kg à, và giá cho em hai ông này là 5.250.000 à, 5.250.000 hai ông hộ pháp. Rồi hai ông hộ pháp này giá cho em 5.250. Hai ông hộ pháp. Và tiếp theo thì em có một cái đôi nai bông hồng. Đôi nai có bông hồng, đôi hu, đôi từng lọc. Chiều cao với con nai đực là 30 cm, chiều dài là khoảng 17 và chiều rộng là 5 cm. Con nai cái là 21, chiều dài là 16 và chiều rộng thì cũng là 5 cm à. Cân nặng cái đôi từng lọc này là 1,5 kg à, và giá cho em cái đôi này là 2 triệu đồng, 2 triệu đồng đôi tuần lọc bông hồng, có bông hồng trên lưng, giá cho em là 2 triệu một đôi. Rồi có cái bông hồng đây nè. Rồi con nai được, và đây là con nai cái cũng có bông hồng. Rồi giá cho em đôi này là 2 triệu ạ. Rồi tiếp theo thì em có cái tượng ngài Liên Hoa Sinh. Tượng ngài Liên Hoa Sinh chất liệu cũng là bằng đồng, chiều cao là 32 cm à, chiều ngang là 20 và chiều rộng là 15 cm. Cân nặng ông ngài Liên Hoa Sinh này là 1,7 kg à, 1,7 kg, và giá cho em cái ông Liên Hoa Sinh này là 2.200.000 à, 2.200.000 ngài Liên Hoa Sinh.
Rồi giá cho em ông liên hoa sinh này là 2.200.000. Rồi dưới đáy thì quý cô chú anh chị, ở đây có cây dù, trồng cây dù. Rồi giá cho em là 2.200.000. Tiếp theo thì em có cái dự Phật ta ra. Ta ra xanh chất liệu đồng, lắp kê vạc bạc, liệu đồng lắp kê bạc ở ngoài. Rồi có chiều cao là 22 cm, chiều ngang là 18 cm ạ, và chiều rộng là 10 cm. Cân nặng pho tượng ta la xanh này là 1 kg, và giá cho em cái pho tượng ta la xanh này là 1.250.000 ạ. 1.250.000 pho tượng ta la xanh. Và tiếp theo thì em có pho tượng cũng là tượng Phật Tara, và Tara trắng, Tara bạch lục đồ mẫu. Rồi pho tượng này chắc kích thước cũng bằng pho tượng Tara xanh à, chiều cao cũng là 21, chiều ngang là 18, và chiều rộng cũng là 10. Rồi cân nặng thì cũng là chắc 1 kg. Rồi giá cho em cũng là 1.250.000 luôn à. 1.250. Rồi giá cho em là 1.250 pho tượng ta ra trắng bạch, bạch đồ mẫu. Rồi giá em 1.250. Và tiếp theo thì em có một cái đỉnh tiếp tục cũng là đồng xưa. Rồi cái này có chân đèn luôn, em quay chân đèn sau à. Một cái đỉnh chất liệu cũng là đồng xưa, chiều cao là 44 cm, chiều ngang là 30-38, và chiều rộng thì khoảng 25 cm à. Cân nặng cái đỉnh là 8 kg, và cặp chân đèn vô luôn. Có một cặp chân đèn. Rồi cân nặng là 12 kg bộ này à, 12 kg bộ này. Để em lấy cái chân đèn xuống, lát nữa bỏ lên cho quý cô chú anh chị mình dễ xem ạ. À. Rồi trên nắp thì có hình con lân. Ở mặt hai bên thì có cái đầu con rồng. Rồi con nắp con lân rồi. Em lật cái đáy của chú anh chị mình xem à. Rồi đây phía trong. Và cái này là cái đế ạ.
rồi lật ở dưới đáy luôn. Đây là hai cái chân đèn à, hai cái chân đèn cũng là chân đèn xưa luôn à. Chiều cao cái chân đèn là 35 cm, đường kính cái bằng đèn là 20 cm à. Rồi bộ này giá cho em là 25 triệu à, 25 triệu bộ đỉnh này giá cho em là 25 triệu à. Dạ và rồi thì em cũng xin kết thúc video tại đây ạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem. Khi xem vui lòng cho em một lượt like và một lượt chia sẻ ạ. Và xem không kỹ không rõ kết bạn, vui lòng kết bạn Zalo em ở số điện thoại em ghi tiêu đề hoặc em ghi trên màn hình để em chụp rõ từng chi tiết quay kỹ sản phẩm cho quý cô chú anh chị mình xem ạ. Và kết thúc video thì em cũng chúc quý cô chú anh chị mình ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc ạ. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình video sau ạ.